giới thiệu với mọi người, đây là khu vực chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn. Hôm nay là ngày mùng 1 nên là chùa rất là đông. Mọi người đến viếng cảnh chùa và ăn chay trong ngày hôm nay. Và bây giờ mời các bạn bắt đầu vào chùa. Là khu vực cổng trước chùa Hoằng Pháp. Chùa Hoằng Pháp đang sửa chữa nha mọi người, nên là hơi bầy bộn một chút xíu. Khu vực canh tin. Thì việc là của những gì cũng là điều trị và hạnh phúc đó cũng mãi mãi ở cái cảnh giới gì trong cả đời này. Thì cái đó sạch túi, giật dây chuyền, điện thoại di động và cẩn thận giữ tiền bạc khi ra những tiền giấc của mình, đặc biệt cảnh giác những người đặc biệt. Từng kẻ gian hút túi, giật dây chuyền, điện thoại di động và cẩn thận giữ tiền bạc khi ra tiền giấc. Xin quý giữ tiền bạc khi ra tiền giấc của mình, đặc biệt cảnh giác ở những nơi đông người. Xin quý quan khách lưu tư trang tiền giấc của mình, đặc biệt cảnh giác ở những nơi đông người. Thank you.
Ngài đang nhìn gì trên bầu trời vậy bạch Thế Tôn? Ta đang nhìn lại dung mạo của những người đã ra đi theo quy luật của tự nhiên. Họ không còn trên thế gian này. Tại đây, chúng ta không ở lại đây nữa. Chúng ta đến thành Bê Sa Đê. Thank you.
hay là khu vực cổng sau của chùa Hoằng Pháp. Đâu, 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 người ta.